Ngày 30 tháng 8, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chạy thử đoàn tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trên đường ray W1 Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. Theo đó, việc chạy thử đã cho thấy toàn bộ hệ thống hoạt động tốt như máy điều hòa đảm bảo hoạt động, hệ thống hãm đáp ứng theo yêu cầu thiết kế, hệ thống thông tin liên lạc hiển thị thông tin trên màn hình đầy đủ và chính xác, động cơ hoạt động trơn tru. Tuyến Metro số 1 có tổng cộng 17 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 3 toa xe, với chiều dài đoàn xe là 61,5m, tốc độ chạy trên cao theo thiết kế 110 km/h, đi dưới hầm thiết kế 80 km/h. Hiện nay tiến độ toàn dự án đã đạt được 91,8%, trong đó gói thầu số 1A xây dựng đoạn ngầm từ nhà ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố đạt 96,80%, gói thầu 1B đoạn ngầm từ Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son đạt 99,64%, gói thầu số 2 đoạn trên cao và depot chiều dài 17,1 km từ ga Ba Son đến địa bàn Bình Dương đạt 95,87%. Gói thầu số 3 mua sắm thiết bị cơ điện đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng đạt 82,26%. Trong thời gian tới, nhà thầu Hitachi thuộc gói thầu số 3 gồm mua sắm thiết bị cơ điện đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng sẽ tiếp tục hoàn chỉnh tất cả các hệ thống còn lại như tín hiệu viễn thông, các thiết bị ở OCC để tiến hành thử nghiệm trên toàn tuyến. Dự kiến tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ được vận hành thương mại vào cuối quý 4 2023 sau khi chủ đầu tư và các nhà thầu đánh giá lại toàn bộ dự án.